Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về VMA Editor. Để trước tiên vào cái đoạn video intro này thì mình có một số những cái chủ đề mình đã soạn thảo sẵn ở đây. Thì vào chủ đề đầu tiên đó là những ai sẽ dùng Vim. Thường thường thì theo mình được biết thì những người hay sử dụng Vim Editor để có thể giúp đỡ cho cái công việc hoặc là những cái gì đó để mà chỉnh sửa văn bản hàng ngày thì những đối tượng chính là developer, thứ hai là những hacker hoặc là những lập trình viên đấy, hoặc là một số những cái người mà người ta có nhu cầu sử dụng Vim và yêu thích nó. Thứ hai thì Vim này là gì? Vim đơn giản là một editor và có thể là có thể nó cho bạn mở rộng và cấu hình thành những cái IDE mạnh mạnh mẽ, có thể sử dụng code rất nhiều cái ngôn ngữ lập trình, có thể làm thêm sửa xóa, upload file hay là làm những cái thứ mà một IDE mạnh mẽ có thể sử dụng được. Đó. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái thao tác cơ bản. Hiện tại mình ở đây. Ok. Ở đây thì mình sẽ bật một số những cái một cái project về PHP đi. Vì xin là Vim. Ok. Hiện tại đây mình có một cái project về Laravel. Laravel một framework trên PHP. Tức là một được bày từ PHP. Vim thường được cài đặt trong các hệ điều hành nhân Linux hoặc Unix. Vim là trình soạn thảo có thể cài đặt các extension phục vụ cho các mục đích coding. Tức là ở đây thì mình giới thiệu là với các bạn là một cái ví dụ là search file. Hiện tại thì mình đang có một cái màn hình sử dụng fugitive. Fugitive này là một cái cho mình có thể search những file mà ông muốn trong cái project này. Project mình đã bật. Hiện tại thì mình muốn tìm một số những cái liên quan controller đây chẳng hạn. Thì đây nó giới thiệu cho mình một số những controller cơ bản. Permission Controller này, Label Controller này. Đó, mình sẽ bật một tạo một cái đi, All Controller. Đó. Hiện tại ở đây thì mình sử dụng GKHL để di chuyển H là bên trái, L là bên phải, K là đi lên và G là đi xuống. Đó. Hiện tại thì mình đã cài đặt sẵn ở cái Vim của mình là có code được PHP rồi, nó có auto suggestion như những cái IDE thông thường khác, VS Code hay là Synaptic hay là Web Storm, PHP Storm gì đó. Đây mình sẽ biết tạo một cái câu là echo ngay cái dòng socket thứ hai thì nó là đã có echo hello world cho mình rồi. Thì đây đó thì là đơn giản thôi, mình cũng làm nó đã rất là mạnh mẽ rồi. Còn ví dụ như là mình có thể gọi thêm một cái function ở dưới để mình sử dụng, là ví dụ function walk. Function walk này là một private function thì mình gọi nó thôi, nó đã rất là mạnh mẽ cho mình gọi lên nó. Ok. Tại sao thì nên dùng Vim? Vim nó có một số những lý do cơ bản này: nhanh, gọn, nhẹ, dễ cài đặt và tiện cho cái việc coding, không cần sử dụng các thao tác chuột. Tức là người ta hướng đến sử dụng Vim là người ta cũng không cần sử dụng nhiều đến chuột đâu. Thì đơn giản thôi. Bạn có thể thêm sửa xóa, cắt pha, cắt nhiều dòng. Hay là ví dụ như ở đây mình sẽ demo cho các bạn là một cái
có thể sửa nhiều vòng dòng cùng một lúc. Mình sẽ bật chế độ visual này. Không, mình sẽ chơi kiểu khác. Control về gì gì gì. Ở đây mình sẽ thêm một cái ví dụ như là một đoạn đầu là echo đi. Echo. Đó. Thì mình đó, các bạn có thấy tất cả các dòng đầu dòng này nó là có cái đầu chữ echo không? Đó, đấy là một kiểu. Kiểu khác nữa là mình sẽ bôi đen một số đoạn này. Ok, thì mình sẽ đơn giản là comment nó chẳng hạn. Đó. Mình sử dụng phím tắt rất là cơ bản, cách C và cách nào đã comment rồi. Mình muốn quay lại cái trước khi comment, bấm phím ô. Đó. Hoặc là bạn mình muốn quay lại lúc comment, bấm phím Ctrl R. Đấy. Ok. Đó là những cái thứ mà trong phần 3 mình đã giới thiệu. Bạn có thể dùng Vim khi nào? Bạn tất nhiên bạn có thể dùng Vim khi nào bạn muốn. Bạn có thể dùng Vim khi nào bạn có thể nữa. Bạn có thể vì nếu mà bạn cấu hình nó đủ mạnh và đủ những cái chức năng mà bạn mong muốn và bạn có thể sử dụng nó rất là thoải mái thì tại sao lại bạn lại không dùng gì? Thêm nữa là mình có thể mang một cái file cấu hình Vim này đi bất cứ đâu. iOS này, ở đâu? Không phải, mình xin lỗi. Mac OS này hoặc là nhân hệ điều hành Linux này hay là Windows. Mình với chỉ một file cài đặt mình có thể cài tất cả các plugin. Ví dụ ở đây thì mình có thể là quay lại, mình sẽ chỉ cho bạn là rằng cài plugin nó đơn giản như nào. Plugin install update đi. Bởi vì mình cũng chưa cần cài những cái gì mới. Đó, ở đây có một số plugin mà mình đã cài đặt sẵn, đó là Vim Polyglot. Nó đại khái là nó cho mình những cái autosuggestion của một số những cái loại ngôn ngữ thông dụng, ví dụ hầu như tất đấy. HTML5 này, CSS này, SCSS này, JavaScript và thậm chí là R hoặc Rust, Python. Ok, SSF này nó là giống như cái này. Mình đã sử dụng hai dấu cách để mình bật lên là mình tìm kiếm file. Đó, hoặc là mình tìm kiếm trong cái quá khứ mình đã bật những file nào. Ok. Mình có thể là tìm những cái function của những cái file của một số, đó là những cái mà SSF nó hỗ trợ. Leo này thì chiều nay mình mới sử dụng nên là mình không. Vim Fugitive thì nó cho bạn sử dụng một cái ở bên cạnh này, nó gọi là một cái giống như cái quản lý thư mục. Thì đây là những tất cả những cái phím tắt của quản lý thư mục này, bạn có thể là tham khảo. Đó, copy, sửa xóa, thêm thư mục file rồi. Đó. Search file này, search recursive tức là search đệ quy này, đi GB là đi đến những cái file, những cái folder, những cái file mà mình đang bật. Ok. Đó. Nước comment vừa rồi mình cũng là làm nước comment đó. Tức là mình đã comment một số đoạn dòng đấy. One dark, đó đây là cái theme của cái giao diện mình đang dùng. MS chắc các bạn mình không cần phải giải thích nữa. SSF.vim nó là file cấu hình. Vim multiple user thì nó là chẳng qua nó là một plugin cho phép mình Qser, tức là mình có thể là mình thay thế trên nhiều dòng thôi. Ví dụ ở đây thì mình sẽ demo cho các bạn là mình sẽ thay thế chữ respawn này một số tất cả những cái file ở trong này nó hỗ trợ. Đấy. Được chưa? Đấy, mình có thể là thay chữ EZ I vào trước.
ba cái chữ response này. Đó. Đấy là những cái gì mà mình có thể làm với Vim Multiple Queries. Còn một cái mà mình muốn giới thiệu nữa là Coq. Coq thì là nó là một cái cũng là một cái rất là mạnh mẽ trong Vim. Nó cũng cho mình cài một số những cái hỗ trợ để viết những cái ngôn ngữ. Thì đây các bạn có thể thấy này, Coq đây nó có cả Flutter này, EMS này, Bookmark này, CSS này, Python, ok, PHPLS nữa. Ồ, rồi. Để quay lại file này. Kho extension của nó tất nhiên là rất đồ sộ rồi. Tương tự như các trình soạn thảo khác. Dùng Vim khi ở đâu, khi ở nhà này, công ty mà có thể là bạn thích ngồi trong nhà vệ sinh cũng được. Dùng Vim ở môi trường nào, Windows, macOS, này đó, tất nhiên rồi. Dùng bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là tùy bạn. Đã câu hình nó thay thế được những IDE khác thì ngại gì mà không dùng. Cá nhân mình thì ngoài Vim ra thì mình vẫn chưa có thể là thích ứng được. Tại vì mình mới dùng và mình cũng nghĩ là có một số thao tác mình vẫn chưa thay thế được Synaptic, cho nên là ví dụ như là mình viết một số những project liên quan đến Frontend Framework, ví dụ là Vue.js này, React.js thì mình vẫn cần một copy paste nó chuẩn xác hơn một chút. Và tất nhiên thì trong tương lai mình sẽ hướng đến việc là hoàn toàn sử dụng bằng Vim. Đây là tất cả những gì mà mình có thể là chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Quá đủ cho một cái video intro để nói về một một người mà mới bước chân vào cái giới Vim như mình. Và mình nghĩ là Vim đủ khả năng có thể thay thế được những cái editor mà mạnh mẽ khác. Bạn chỉ với một file cấu hình và bạn có thể mang nó đi khắp nơi. Bạn có thể code ở phía server, nếu bạn dùng ZSH, Open SSH, bạn SSH vào server, bạn có thể cài đặt Vim trên đó và bạn có thể code trực tiếp trên chính con server của mình mà mình không cần phải pull boot làm gì cho mình. Và tất nhiên cái điều đó không được khuyến khích, bởi vì rất dễ cái dự án của bạn sẽ toang và bạn có thể bị đền rất nhiều tiền. Bởi vì trong cái thực tế thì không ai làm điều đó cả, trừ những cái dự án bạn đang trong quá trình test. Ok, đó là những cái điều mà mình muốn nói. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi, những cái video và những cái chia sẻ từ cơ bản đến nâng cao của cái chương trình về Vim mà mình đang giới thiệu ở đây. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok.